Ăn chay phá giới gặp quả báo hiện đời. Đinh Sư Tỷ và Dương Sư Tỷ đều là người học Phật. Hai người từ trước đến giờ kiên trì với việc ăn chay, phóng sanh hộ sanh, thời gian cũng đã gần được 10 năm rồi. Hai người các cô thật là có tâm Bồ Tát. Mỗi tuần tôi đều nhìn thấy các cô đến đây phóng sanh, thật là tốt quá. Thưa dì, chúng con chỉ cố gắng hết sức của mình để cứu vớt thêm một số sinh mạng chúng sanh mà thôi à. Đúng vậy ạ, phóng sanh hộ sanh là việc mà người học Phật chúng ta nên làm mà. Phóng sanh hộ sanh cũng là việc tích nhiều âm đức nhất. Tôi tin là hai cô hành thiện như vậy nhất định sẽ nhận được quả báo thiện. Cảm ơn dì ạ. Mặc dù Dương Sư Tỷ luôn trì giới ăn chay, kiên trì phóng sanh, nhưng cô nấu ăn rất giỏi. Thường có người đưa tiền nhờ cô nấu ăn hoặc làm yến tiệc. Ồ, món ăn này mùi vị thật là ngon. Món gà này quả thật là món gà quay cao cấp nhất mà. Phải đó, món cá này cũng đặc biệt tươi ngon. Điều này là đương nhiên rồi. Con trai tôi kết hôn đại khách, tôi sao có thể không mời một vị đầu bếp giỏi đến nấu được chứ. Lão Huynh à, ông tìm ở đâu ra vị đầu bếp giỏi như vậy? Là tôi hết lòng hết sức mới mời đến được đó. Cô Dương nấu ăn rất ngon, muốn mời cô ấy đến đâu ăn đều phải đặt trước nửa năm đó. Ồ, người nấu món ăn này là một đầu bếp nữ à? Đúng vậy. Đầu bếp Dương, hôm nay thật là vất vả cho cô rồi. Không có gì, khách họ ăn đều vừa ý hết không à? Vừa ý lắm. Mọi người đều nói món ăn cô nấu đặc biệt ngon. Đúng rồi, đầu bếp Dương, chị bận rộn hết cả buổi trưa rồi, cô ngồi vào bàn dùng bữa đi. Không cần đâu, tôi không ăn mặn được, tôi ăn thức ăn chay. Hả? Chị ăn chay à? Vâng, tôi đã nấu một ít đồ ăn chay rồi. Tôi ở trong nhà bếp ăn cũng được rồi. Xin cảm ơn ông. Thật không hiểu nổi, cô ấy nấu ăn ngon như vậy. Rốt cuộc bản thân là ăn chay mà không ăn mặn. Chị Dương à, sức khỏe của chị gần đây sao mà kém như vậy? Tháng này chị bị bệnh nhiều lần rồi đó. Ôi, mọi người đều nói ăn chay phóng sanh có thể tích âm đức, có thể phù hộ che chở thân thể được khỏe mạnh. Nhưng tại sao tôi học Phật lâu ngày như vậy rồi mà sức khỏe của tôi lại kém như vậy? Chị Dương à, sức khỏe của chị đã suy nhược như thế này rồi, còn nói cái gì là ăn chay phóng sanh chứ? Chị biết như vậy đều là chỉ vì ăn chay mà dẫn đến thiếu dinh dưỡng đó thôi. Đúng đó chị Dương, chị không thể cứ tiếp tục như vậy nữa. Chị phải ăn nhiều thịt để bồi bổ cho cơ thể mới được. Như thế sao được? Em xem Đinh Sư Tỷ và chị cũng ăn chay, sức khỏe của chị ấy luôn luôn rất tốt. Chị ấy nói đó đều là do công đức của việc ăn chay. Chị Dương, chị đừng nghe lời nói hồ đồ của chị ấy. Chị nhìn xem tụi em không có ăn chay mà tụi em rất là khỏe mạnh hay sao? Đúng đó chị Dương, trước đây chị thường nói với tụi em ăn thịt sẽ tổn hại đến sức khỏe, nhưng mà bây giờ chị nhìn xem, chẳng phải sức khỏe tụi em đều tốt hay sao? Ngược lại sức khỏe của chị càng ngày càng kém. Chị à, chị bằng chị cũng ăn nhiều thịt vô một chút, bổ sung thêm dinh dưỡng. Không được đâu, nhất định không thể được. Người học Phật chúng tôi, nếu như ăn thịt sẽ càng dễ bị báo ứng đó. Chị Dương à, đây lại là Đinh Sư Tỷ đã nói với chị phải không? Đúng rồi, sao vậy? Chị Dương à, chị vì sao lại tin lời của chị ấy nói như vậy chứ? Người học Phật ăn thịt càng dễ gặp báo ứng. Đây thật là lời nói không có căn cứ mà. Phải đó chị Dương, chị có thể lén lấy một ít thịt thái sợi nhỏ bỏ vào trong món ăn, để cho Đinh Sư Tỷ đó ăn, để xem sau khi chị ấy ăn xong có gặp báo ứng hay không. Là như vậy không được đâu. Chị Dương à, chị yên tâm đi, em dám bảo đảm sau khi chị ấy ăn xong tuyệt đối sẽ không có việc gì đâu mà. Đúng đó chị Dương, chỉ cần chị ấy ăn xong mà không bị gì, điều đó chứng minh tất cả những lời mà chị ấy nói với chị đều là gạt người. Ăn thịt tuyệt đối sẽ không tổn hại đến sức khỏe. Chị hãy nghe lời của chúng em đi, tuyệt đối không sai đâu mà. Ừ, được rồi, vậy để chị thử xem. Dương Sư Tỷ sau khi nghe lời nói của bạn bè, liền lợi dụng cơ hội cùng ngồi ăn với Đinh Sư Tỷ, bí mật để thịt gà thái sợi trộn và xào lẫn với nhau trong món ăn, sau đó đưa cho Đinh Sư Tỷ ăn. Ồ, ngon quá chị Dương à, hèn gì mọi người đều nói chị nấu ăn rất ngon.
hôm nay nếm thử quả thật mùi vị thật là ngon. Đinh sư tỷ, sau này nếu chị muốn ăn, tôi sẽ nấu cho chị ăn nữa mà. Sức khỏe của em vẫn chưa khỏe, chị đâu có thể nào làm phiền em như vậy được chứ. Không có việc gì đâu. Dạo này em thấy sức khỏe tốt hơn nhiều rồi. Đúng rồi, Đinh sư tỷ, chị không cảm thấy sức khỏe của mình có chỗ nào không ổn hay sao? Không có chỗ nào là không khỏe cả. Nếu nói không khỏe thì chỉ có cái bụng thôi. Món ăn chị nấu thật sự quá ngon, ăn đến bụng của tôi căng ra rồi, chịu không nổi rồi. Sao lại thế này? Lẽ nào những lời của chị ấy đã nói với mình trước đây thật sự đều là gạt người hay sao? Người học Phật ăn thịt đâu có bị báo ứng gì chứ. Em à, em làm sao vậy? Sao đột nhiên lại nôn ra hết vậy? Hey, em cũng không rõ gì sao nữa. Em đột nhiên cảm thấy chóng mặt buồn nôn, thật là kỳ lạ quá. Chị thấy em nhất định là bị mệt rồi đó. Hay là em đi nghỉ ngơi đi, chị không quấy rầy em nữa. Hôm nay chị ấy đã ăn thịt nhưng vẫn không có chút việc gì xảy ra, còn mình không ăn thịt và lại cảm thấy chóng mặt buồn nôn. Xem ra bạn bè của mình nói không sai mà, trì trai ăn chay chẳng có tác dụng gì. Thân thể của mình nếu muốn khỏe mạnh chắc là phải ăn một ít thịt để bổ sung dinh dưỡng thôi. Từ đó về sau, Dương sư tỷ liền phá giới, bắt đầu ăn mặn. Bất luận thịt động vật gì, cô cũng đều không từ chối. Thơm quá. Hèn chi mọi người đều nói ngửi thấy mùi thịt chó thơm thần tiên cũng phải trèo tường xuống nữa. Em Dương à, có ở nhà không? Đến đây đến đây, Đinh sư tỷ mời vào. Em à, dạo gần đây sức khỏe của em như thế nào rồi? Chị cảm thấy thần sắc của em rất là tốt đó. Mấy ngày nay em cảm thấy sức khỏe của em rất tốt. Ây da, em à, trong nhà của em sao lại có mùi thịt thầm lan tỏa ra vậy? Em đang hầm thịt chó trong nhà bếp đó, Đinh sư tỷ. Chị có biết vì sao dạo gần đây khí sắc của em lại tốt hơn rất nhiều không? Đó là vì em bắt đầu ăn thịt lại rồi. Hả? Cái gì? Em nói em đã phá giới ăn mặn rồi à? Đúng vậy. Trước đây chị thường nói cái gì là nhân quả báo ứng, hiện tại xem ra tất cả đều là giả. Chị nhìn xem những người ăn thịt, thân thể của họ đều khỏe mạnh như vậy, còn em trì trai nhiều năm như vậy nhưng vẫn thường xuyên sanh bệnh, cho nên em đã quyết định không trì trai nữa. Em à, em đã giữ giới nhiều năm như vậy, sao lại phá giới như vậy? Thật là quá đáng tiếc. Em phải biết sống ở thế gian khó tránh khỏi bệnh khổ. Hiện tại chúng ta gặp sự trở ngại, đó là vì những tội lỗi của kiếp trước. Em à, đời này chị từ bỏ ăn mặn mà chuyển sang ăn chay, sau khi chết mới có thể được giảng sanh tịnh độ. Đinh sư tỷ à, lời nói này của chị em sẽ không tin nữa đâu. Chị nhìn xem, từ lúc bắt đầu ăn thịt, thân thể của em ngày càng trở nên khỏe hơn. May mà em kịp thời ăn mặn, nếu không cũng không biết sẽ như thế nào. Đinh sư tỷ à, chẳng phải chị cũng nói khí sắc của em nhìn có vẻ tốt hơn phải không? Đây đều là do ông bồi bổ từ thức ăn mặn đó. Em à, em hãy nghe chị nói. Đinh sư tỷ, hay là chị nghe em nói đã. Trì trai ăn chay thật sự không có ích gì cả. Hãy cùng em ăn thịt đi. Chị có ngửi thấy mùi thịt chó này thơm lắm không? Đúng rồi, em còn nhờ bạn bè làm một cái đệm da chó. Mọi người nói da chó là cách bảo vệ tốt nhất để chống lại cảm lạnh. Chị Dương, chị nhìn xem, chỉ cần một tấm đệm da chó, em mang đến cho chị đây. Em à, tại vì sao em có thể như vậy chứ? Em cứ tiếp tục như vậy sẽ gặp báo ứng đó. Đinh sư tỷ, em nói rồi, em đã không tin cái gì là báo ứng nữa rồi. Thì ra chị chính là Đinh sư tỷ, người mà chị Dương thường nhắc đến đó à? Tất cả là vì chị mà sức khỏe của chị Dương mới bị suy nhược đó. Đúng, sức khỏe của chị Dương vốn dĩ rất yếu, chị còn bảo chị ấy ăn chay, như vậy làm sao có thể được chứ? Chị nhìn xem bây giờ, chị Dương kể từ khi bắt đầu ăn thịt, sức khỏe của chị ấy đã trở nên tốt như thế nào rồi đó. Đúng là như vậy, sau này chị đừng có gạt chị Dương của chúng tôi nữa đó. Em à, chẳng lẽ em thật sự không tin lời chị nói hay sao?
Đinh sư tỷ, hôm nay chị và chúng tôi cùng nhau nếm thử nồi thịt chó này đi. Tôi đảm bảo sau khi chị ăn xong, tuyệt đối sẽ không có cái gì là trì trai ăn chay nữa đâu. Thơm quá, chị Dương à, tài năng của chị đúng là danh bất hư truyền. Món thịt chó này quá thơm. Phải nói chị Dương, hiện tại sức khỏe của chị càng ngày càng tốt hơn rồi đó. Sau này cần phải ăn nhiều thức ăn để bồi bổ cơ thể. Đúng rồi, tấm đệm là bằng da chó đó, chị trải lên giường, buổi tối đi ngủ sẽ không cảm thấy lạnh nữa đó. Ừ, được rồi, cảm ơn các em. Các em mới thật sự là bạn tốt của chị. Mấy tháng sau, quả báo liền giáng xuống mình của Dương sư tỷ. Trên thân của cô đột nhiên nổi đầy ghẻ lở, ngứa ngáy không chịu nổi. Bác sĩ à, ông nói là ghẻ lở ở ngoài da trên thân của tôi rất là khó trị, đúng không? Phải đó, bệnh của chị rất là kỳ lạ. Loại ghẻ lở ngoài da này chỉ có trên thân chó mới có, mà trên thân người chỉ là trường hợp đầu tiên đó. Cho nên tôi cũng không có đủ khả năng để trị khỏi bệnh cho chị rồi. Hả? Sao lại như vậy? Sao lại như thế này được chứ? Trải qua nửa năm trị liệu, ghẻ lở trên thân của cô Dương không những không trị khỏi mà trái lại càng ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng trên mặt của cô ấy cũng nổi đầy ghẻ lở. Ê da, Tiểu Trinh à, em nhìn xem người đó đi. Trên mặt nổi cái gì kìa, thật là kinh tởm mà. Phải á, nhìn thấy thật sự là rất khó coi à. Sao lại như thế này? Sao tôi lại trở thành như vậy chứ? Đây chính là quả báo của việc phá giới ăn mặn đây mà. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô.